Tuyệt quá quý vị ơi, tới đây, tới BB Thanh Mai đi. Cả nhà ơi, đây là chị diễn viên Bảo Châu sau khi điều trị công nghệ Ultrasound cho cả nhà. Chị cũng không phải là cái người siêng làm đẹp đâu. Tại vì thật sự mà nói là phụ nữ mà khi mà tới cái tuổi thì cứ mỗi năm nó khác đi và da của mình tất cả mọi thứ nó đều lão hóa. Mà gương mặt của chị Mai nó người ngời, trời ơi, nhìn má mỡ. Mình phải chạy tới chị để xin bí quyết và cái cách nào để giữ được cái sự thanh xuân của chị như vậy. Cuối cùng chị đã quyết định một cái tới đây luôn. Bình thường của Châu á là Châu cũng nghiêng như vậy nó hay bị đổ, mà bây giờ mình nghiêng như vậy mình không thấy nó đổ luôn nè. Cảm giác rất là lạ, săn chắc, cảm giác là chưa hẳn là nó đã hết mà nó vẫn đang hoạt động. Chị cảm giác cái da chị nó bóng lên luôn nè. Là đã thì mới có 10% rồi đó quý vị. Ye lan jin nan san chi sui. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai.